chơi với anh đi. Bao nhiêu tiền anh cũng lo cho em hết. Lúc nãy mà không có tôi á là cô no đòn rồi đó. Đó không phải là chuyện của anh. Làm gì cứ đi theo con gái đó hoài vậy mày? Không có chuyện của mày. Chỉ là mơ. Hello cô em hàng xóm. Lại là anh. Để anh nói cho cô em biết nè. Chia. Anh đây đẹp trai vừa mới về sớm. Qua đây làm quen của em hàng xóm. Nhìn anh vậy thôi không phải thằng bờm lãng tử đào hoa như anh không dê sớm. Bóng đèn cỏ hư thì kêu anh à. Ống nứt cỏ hư thì kêu anh. Tối ngủ buồn buồn thì cũng kêu anh. Anh hứa sẽ làm cho em vui nhanh. Đa cấp hả? Thì ta chất vậy mà không biết gì hết. Đa cấp. Thôi bắt tay cái làm quen nè. Nhìn vừa miệng vậy thôi chứ Linh dễ thương hơn. Chơi với Linh. Linh ơi, Linh ngáo ơi. Linh ơi, Linh. Người đâu ngủ sớm như vậy. Về chơi mình. Bóng đèn có hư thử kêu anh. Ống nước có hư thử kêu anh. Tối ngủ buồn buồn thì cũng kêu anh. Anh hứa sẽ làm cho em vui nhanh. Ban đêm thì make up son phấn lòe loẹt, có thua gì ai đâu. Chị giả bộ trước mặt anh Hoàng thôi mẹ ơi. Nhìn là biết. Ê, thi dễ tụi tao mày.
Mấy người nói chuyện với tôi hả? Nói chuyện với tôi. Hỏi lại nữa chứ. Ừ. Mấy người là ai? Tôi không quen. Không quen kìa mày. Không quen. Không quen. Quen. Cái son rẻ tiền. Bái son này giờ này ai mà xài. Tao hết kiên nhẫn với tụi bay rồi. Hết kiên nhẫn kìa. Hết kiên nhẫn hả mày? Tao không thích đánh nhau với con gái. Đừng bao giờ dở thói côn đồ khi chưa biết người đối diện là ai. Lần sau cũng muốn kiếm chuyện, chừa cái mặt của tao ra. Hai đứa có sao không? Đau quá mày ơi. Đỡ tao. Trông người ở mày. Đau quá. Mày giống người. Hàng xóm, hàng xóm. Qua đây, qua đây. Làm gì ở đây vậy? Ủa sao cô ở đây vậy? Làm ở đây. Đang làm gì ở đây vậy? Dạ thì tôi có chuyện đi qua quận 3 mua đồ nên là sẵn tiện ghé đây luôn. Gần mà, gần gần. Ở đây là quận 4 mà. Ừ thì gần nhau mà. Không hề gần luôn á. Ôi, giỡn hoài không ăn học đúng không? Số 3 xong tới số 4 thì sao? Hai cái sát bên. Rảnh quá ha. Thì thôi thôi kể đây nè, bây giờ nè. Sẵn tiện rồi thì cũng ở chung nhà. Cái gì? Không, ý là ở sát bên nhà nhau á. Thì coi như cũng như hàng xóm. Bây giờ năn nỉ đi. Năn nỉ tôi rồi tôi cho quá gian về. Ừ, vậy coi như là năn nỉ xong rồi đó. Lên xe, lên xe. Ê, ê. Không đi hả? Không thích. À, hai giờ dậy đi. À, cũng còn sớm. À, hai đứa mình đi uống vài ly được không? Tại sao tôi phải đi với anh? Thì, trời ơi thì coi như cô trả nợ cho tôi đi. Lần trước cứu cô giờ nhắc đến cái tay còn đau quá về đâu nè. Nè, trong luật nhân quả mà thiếu nợ người khác không trả là một cái tội rất là nặng, kiếp sau sẽ bị biến thành một cái con. Thôi được rồi, tôi đi lần này thôi nha, lần sau đừng có phiền tôi nữa. Vậy là đi rồi đúng không? Dễ dãi. Ê ê ê, đi giỡn á. Thôi nói cho mà sao nó sẵn ở đây vậy? Thì chuẩn bị. Không, ý tôi là tôi chạy xe ôm chuẩn bị cho khách, chuẩn bị cho khách đây. À dính cho kỹ vô nha, tôi chạy xe nhanh lắm á. Yeah.
Vô. Ăn đi. Anh tên gì? Tôi tên Phong. Còn cô? Vi. Ăn đi. Tại sao lại chuyển nhà? Thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên mà tôi chuyển nhà đâu. Mà không, nói vậy cô cũng đúng. Thật ra là tôi vừa chuyển trường, vừa chuyển nhà. Tôi chỉ hỏi tại sao thôi mà. Làm cái gì nói dài dòng quá vậy? Thì do trước đây tôi đánh nhau nhiều. Tôi chuyển trường ít nhất cũng 5 lần rồi. Lần nào cũng gặp một cái đám ô hợp khiến tôi phải động tay động chân. Đa phần là do giúp người khác thôi, chứ tôi cũng không muốn đánh nhau đâu. Còn lần này mẹ tôi muốn chuyển tôi đi xa hơn, nên là tôi phải chuyển nhà luôn. Vậy anh có ở với mẹ không? Không, mẹ tôi còn phải lo công việc của bà ấy nữa, nên là tôi ở đây một mình. Còn cô, ba mẹ cô đâu? Ba mẹ của tôi ba mẹ tôi đâu? Cô nói gì vậy? Ba mẹ cô sao cô hỏi tôi? Nhờ anh nói tôi mới để ý. Ủa ba mẹ tôi đâu? Trời ơi, nói cái gì vậy trời? Anh biết không? Ba mẹ tôi ở đâu? À, tôi không ngờ là đô của cô yếu như vậy. Thôi, uống ít thôi. Không, mà rõ ràng là nói mới nhớ mà ba mẹ đâu ta? Ủa biết không? Không. Anh không biết. Trời ơi, cô nói cái gì vậy? Nói chung là chuyện gia đình tôi không thích nói cho anh biết. Vậy thôi, vô. Nhà cô thì vui rồi ha. Có hai chị em, chắc là yêu thương nhau lắm. Tôi thì thương nó rồi đó. Mà không biết nó có thương tôi hay không nữa. Cô thương nó hay không á tôi không biết, chứ tôi thấy là nó không, Linh không có thích cô lắm. Em gái của tôi làm sao lại không thích tôi được? Thì hồi sáng tôi nghe Linh nói là Linh không thích nhắc đến cô trước mặt bạn bè. Chắc là hai chị em cô có xích mích gì hả? Thực ra thì Linh nhà tôi là một đứa rất ngây ngô và nhút nhát. Còn tôi là một đứa mạnh mẽ côn đồ. Hễ đứa nào mà dám đụng tới em của tôi thì đứa đó tới số rồi đó. Dạ, mũi quá. Thôi, lần sau đi quán khác. Vô. Mà cái chuyện đang hay. Rồi, hai chị em cô dạy. Rồi sao nữa? Thì là... Mà... Tuyệt lắm. Vậy cho tao coi. Hay quá, tao lấy luôn. Trễ cho tôi. Không bao giờ. Trễ cho tôi. Mày làm gì em sao vậy? Má. Của em nè. Cảm ơn chị. Ừ.
Nè cái này. Nè. Con này rã chân lên. Thì đó. Từ đó tôi cũng chính là nguyên nhân làm cho Linh bị ăn hiếp nhiều hơn. Tụi nó không đụng được tới tôi thì nó đụng tới em gái của tôi. Vậy sau nó đâu có dám nhắc tôi trước mặt bạn bè nó nữa đâu. Vì nó sợ người ta biết nó là em gái của tôi rồi sẽ kiếm chuyện với nó. Vậy thôi, rồi dần dần cũng trở thành thói quen. À, thì ra là vậy. Uống nữa không? Chưa đây bê. Hai chai nữa anh ơi. Mà thấy nói chuyện nhau nãy giờ cũng thân thân rồi ha. À, cô cho tôi góp ý nhẹ cái này được không? Nói đi. À, thì nhìn cô á từ trên xuống dưới. Sao? À, thì cũng đẹp, cũng thơm, cũng ngon, vừa miệng, thơm ngon vừa miệng. Nói gì vậy? Nghiêu nè, nghiêu, nghiêu thơm ngon nè, hút rột rột không thấy hả? Không, ý là cái đó không phải cái chính đâu, cái chính là tôi thấy hình như cái gu thời trang của cô nó gặp xíu vấn đề đúng không? Vấn đề ở đâu? À, thì nhìn cô nè, nguyên bộ đồ cô mặc rất là đẹp. À, nhưng mà cái này nè, cái này mắc nghẹn, cái này chúi lắm. Nể anh là ân nhân cứu mạng của tôi sẽ giải thích cho anh biết. Chứ nếu là người khác, từ nãy đến giờ là chai vô đầu rồi. Nhớ nha, đây không phải là quê mùa, mà đây chính là chiếc vòng may mắn của hai chị em tôi. Tôi đeo tay trái, còn Linh đeo tay phải. À, thì ra vậy. Hỏi nhiều quá, vô đi. À, mà cũng thân rồi, cũng chia sẻ rồi. Bây giờ hỏi thiệt nha, cô không nhớ ba mẹ cô ở đâu hả? Hay là cô thử dắt óc nhớ lại thử coi. Ba mẹ tôi. Đúng rồi. Ba mẹ cô ở đâu? Ở đâu quên rồi. Ủa mà ở đâu? Trời ơi, cái gì nữa vậy? Ba mẹ cô mà. À, như nãy cô không có hỏi rồi, như tôi sắp nhớ ra cái gì rồi nè. Thầy, nghe lời tôi, bây giờ cô gắng tập trung nè. Rồi cô suy nghĩ thôi coi ba mẹ cô ở đâu. À, ba mẹ. Không suy nghĩ nữa. Tôi phải về, đi về còn nấu đồ ăn cho con Linh mai đi học nữa. Anh ơi, tính tiền. Khoan. Cẩn thận. Nói cho mình dứt đi. Yeah!
thơm ngon vừa miệng ha. Rồi cái gì nữa? Con mang tới rồi kìa. À, giờ sao? Đi. 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 Chỗ rồi, sao không chạy? Chịu nè. Tại tôi. Tại anh rủ tôi đi nhậu. Tại anh mà tôi đánh nhau. Tại anh mà tôi bị bắt lên đồn rồi kìa. Tôi nói thiệt nha. Bây giờ cái người nói tôi là hung dữ, là đánh nhau, là côn đồ. Chứ tôi ghét nhất ai nói tôi là đi làm gái đó. Thôi bớt giận đi. Chứ bây giờ cũng đang yên đang lành đứng trước cửa nhà còn gì. Anh hay quá hả. Rồi trời còn sáng rồi, làm sao tôi nấu đồ ăn kịp cho em tôi ăn đây. Rồi ngày mai nó ăn cái gì. Trời ơi, thì bây giờ cô vô cứ ngủ phè, ngủ cho phè đi. Còn em gái của cô để tôi lo. Anh lo. Ừ. Ủa? Kỳ vậy? Ừ? Sao chị mình không nói gì cho mình ăn hết vậy? Em cứ đi học, hôm nay có người lo. Là sao? Ai lo? Chào Linh. Chuyện gì đây? Lên xe đi, tôi cho Quá Giang đi học. Trời ơi, không cần phải ngại đâu. Có một người đàn ông như tôi chở đi học thì đa số các cô gái sẽ rất là ngại. Nhưng mà Linh thì không cần phải ngại đâu. Cứ việc lên xe. Thấy trai đẹp cái không còn nhớ cái gì nữa hết rồi. Để tôi đóng cổng cho. Lên xe. Dịnh cho chắc vô nha. Hello.